Hello, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì hôm nay á, mình dự tính là sẽ đi mua một con cá lóc bông về nuôi các bạn. Tuy nhiên thì khi tới tiệm là hết cá lóc bông rồi. Cái hôm mình đi mua là cái tiệm đó có gần 20 con cá lóc bông, nhưng mà hôm nay mình mua đã hết rồi. Thế nên mình quyết định mình mua con khác. Và cái con cá mình mua đây các bạn, một em mèo Peru. Đây, một mèo Peru. Mà thấy thì con này hiện tại size của nó là tầm vào 12 xăng như các bạn. Hơn 12 xăng, có tầm 10, từ 12 tới 14 cm. Còn đâu? Rất là lớn. Tại vì em này mình cũng không có chủ đích mua đâu các bạn. Nhưng mà tại vì hết cá lóc bông rồi, cho nên mình muốn mua một loại cá mới để về review cho các bạn. Đó. Mèo Peru nha các bạn. Một loài rất là phàm ăn và rất là dễ nuôi. Đây. Đây mình thả rồi các bạn xem. Và còn một điều nữa thì hôm nay mình có đi mua thêm một bịch cá chép mồi các bạn. Đây. Thì bịch này với giá là 5.000 các bạn. Thì hôm trước mình mua tụi cá chép mồi nó lớn quá các bạn, nó hơi bự. Thế nên hôm nay mình đã lựa chọn những con cá chép mồi nhỏ hơn một chút xíu. Thì cái bịch này 5.000 mình mua tầm khoảng được 2, 4, 6, 8, 10, 13 con. 5.000 mà được 13 con. Hôm trước mình mua 10.000 cũng được 13 con. Và hôm nay mình mua 5.000 cũng được 13 con. Tuy nhiên các bạn có thể so sánh được nè. Đây, so sánh với tụi cá chép của mình nè. Rồi, các bạn có thể so sánh nè. Thì tất nhiên là tụi này sẽ nhỏ gần bằng 1/3 tụi cá chép trong này. Có thể là nhỏ bằng 1/2 luôn. Đó. Thế nên là 5.000 nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với tụi trong này. Bởi vì nó cá thư ký mà. Ví dụ như là 80.000 ký thì tụi này sẽ nhẹ hơn tụi này rất là nhiều. Thế nên là giá nó sẽ rẻ hơn. Đó. Thì mình sẽ thả tụi này cho con Ngân Long ăn và cái con Tai Tượng ăn các bạn. Bây giờ mình sẽ thả cho các bạn xem nha. Đây, thì bây giờ mình sẽ thả nó vào trong hồ cho các bạn xem nhé. Thì đây, đây là hình dạng của em nó các bạn. Đây các bạn có thấy hình dạng của em nó đây. Thì cái loài mèo Peru này thì chắc hẳn nhiều bạn biết về loài này rồi các bạn. Ngoại hình của nó các bạn có thể thấy là rất là bụng rất là bự. Và cái miệng luôn luôn há ra nha các bạn nè. Màu sắc thì bụng thì trắng nè, còn cái màu thì nó hơi nâu một chút xíu nha, rất là mềm, bụng rất là mềm. Chúng có một cái vây lưng trên này và đuôi hơi bị cụp. Đó là ngoại hình cơ bản của loài mèo mình muốn giới thiệu cho các bạn. Thì tụi này cùng họ với cái tụi cá chê các bạn, cùng họ với tụi da trơn, giống như hồng vĩ, cũng giống như mấy con cá chê đó, cùng họ ăn tạp và ăn rất là nhiều, rất là ham mồi, đúng không? Là loài đó vậy. Thì loài mèo này các bạn có thể khá là dễ mua nha, rất là nhiều tiệm bán nha. Và các bạn có thể lựa chọn cho mình một cái con nào phù hợp cho bản thân mình nhất. Con này thì hiện tại size của nó thì mình đã giới thiệu rồi, tầm từ 12 tới 14 cm. Rồi ra ngoài đây mày. Đó, cho mày ra đó. Thấy không? Mắt nó rất là dễ thương. Ui, rất là nhanh các bạn. Mới thoát ra ngoài mà nó đã rất là nhanh rồi. Hình như cái tụi cá mà mới về như thế này nó không thích ánh sáng cho lắm các bạn. Tụi này nó không thích ánh sáng, thế nên nó đang tìm cách để nó chui vào cái bóng tối để nó trốn các bạn. Thì nhìn ngoại hình sơ qua các bạn thấy không, nó có khác gì tụi cá chê này đâu. Y hệt tụi cá chê à. Tuy nhiên là người nó ngắn hơn này, miệng nó rộng hơn và bụng nó bự hơn thôi. Nhưng mà màu sắc của nó giống y hệt những con cá chê của mình các bạn. Y hệt con cá chê. Đây, nó trốn vào trong góc rồi các bạn.
Thì những loài cá mới mình mua về á thì nó hay có hiện tượng chui vào trong gốc. Nên này mình sẽ lấy cái ống này ra cho các bạn xem. Thì nuôi tuần này các bạn có thể nuôi chung với các cái con cá săn mồi khác cũng được, không vấn đề gì cả. Nó cũng không có tấn công mấy con khác đâu các bạn, cũng khá là hiền. Loài này thì rất là hiền. Đó. Đây nè. Thấy không? Nó góc rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử tắt điện cho các bạn xem. Thì đây, mình sẽ thả tụi chép mồi vào đây các bạn. Đây. Lần này tụi này sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Thì chắc chắn con tai tượng nó sẽ ăn được thôi. Đó. Thì mình đã bỏ trong này hai con trê lại. Ba con trê lại đây cho nó có bạn có bè các bạn. Khá là căng thẳng này các bạn. Thôi, mình suy nghĩ lại rồi. Mình sẽ thả trong này. Rồi mình sẽ vớt từng con ra cho con tai tượng ăn các bạn. Mình sẽ thả trong này. Tại vì nếu mà thả hết cả đàn trong kia thì con tai tượng nó sẽ lùa, nó cắn chết đi. Phí lắm. Thế nên mình cho ăn con nào thì mình vớt con đó thôi. Rồi đâu mình thả ra hết ở trong hồ này. Coi như hồ này hồ dự trữ các mồi. À, các bạn thấy không? Cứ những cái con nhỏ nhỏ này đó, nó chỉ nhỏ bằng 1/2 cái con chép một bự của mình thôi. À, các bạn thấy không đó. À. Thì con này rất là nhỏ, con cá chép mồi rất là nhỏ, thì thế nên giá nó mới rẻ thôi, 5.000 mà được 13 con lận. Mà nhìn con cá chép mồi mình mua này với giá 10.000 14 con này, bự chưa. Đó, đó là cái giá của nó các bạn. Thế nên nhiều bạn bảo mình mua mắc thì cũng không phải đâu. Tại vì cân nặng là ta tính theo cân nặng đó. Tính theo cân nặng. Rồi, bây giờ mình sẽ vớt một con ra. Mình bỏ vào cái hồ tai tượng. Đây, mình sẽ vớt con nhỏ phía này ra. Đây con này đi. Đây các bạn. Mình vừa bớt một con nhỏ ra. Mình sẽ xem cho bạn xem con tai tượng nó ác thì cỡ nào nha. Đó.